Dạ vâng, rất vui được gặp lại các anh em. Hôm nay em sẽ chiều theo nhu cầu của nhiều anh em là đang muốn test Equine mới về đấy ạ, Sansui SE8 với cả Ampioner SG540. Như các bác đã biết thì Sansui SE8 là dòng Equine cao cấp của Sansui, cùng với các cái dòng như là SE9 này, SE80. Và đặc biệt thì em này có mặt phay nhôm màu bạc rất là đẹp, có dàn đèn nước màu xanh cũng rất là lung linh. Đây là thuộc dòng Equine cao cấp thôi thì chất âm không phải bàn. Còn bên cạnh đó thì em cũng sẽ test thử cho anh em nghe con Pioneer SG540 là một Equine tầm trung của dòng Pioneer. Đấy, và bộ ghép hôm nay mà em muốn ghép hai chiếc Equine này đó chính là bộ loa Yamaha NS500M. Đây ạ. Và đây các bạn nhìn thấy hình thức chưa? Rất là đẹp. Hàng bao zin nguyên bản các bác nhá. Em này thì bát 30. Màng giấy, gân vải zin nhá. Các bạn này gân vải zin này. Công suất của nó rơi vào tầm 200W. Và đặc biệt thì cái dòng Yamaha NS500M này thì nó thuộc dòng loa kiểm âm của Yamaha, chất âm rất là trung thực, chi tiết. Và phần bát của nó rất là ấm, rất là dày luôn. Thì em sẽ ghép với cả âm ly Denon PMA1000G chạy Class A. Một em âm ly có hồi gỗ zin nhá các bác nhá, hồi gỗ zin, không phải hồi gỗ đặt thêm đâu. Đấy, Denon 1000G Class A rất là đẹp. Công suất em này rơi tầm 207W. Và có các chế độ lau nớt này, chỉnh bát chép, ba lăng. Và hình thức cái mặt phay vàng chanh của nó rất là đẹp luôn. Em sẽ ghép luôn với cả một em đầu Denon PCD 755-2 La Mã. Đấy, còn bác nào muốn bớt tiền một chút, bớt được 500 thì ghép con PCD 735 này nè, thì nó rẻ hơn. Đấy, và hai em CD này em đã đặt thêm hồi gỗ các bác nhá. Các cái hồi gỗ làm thêm này thì cứ 500.000 một cặp hồi gỗ. Đấy, cho nó đồng bộ luôn, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Ok, em không dài dòng nữa, em sẽ thử cho các bác luôn bằng đĩa Hồng Trúc. Hồng Trúc 7. Em sẽ báo giá trước nhé, là bộ ghép này gồm có loa âm ly thì cả bộ là 18 triệu rưỡi nhé. Còn các món này thì các bác có thể mua thêm. Ok, em sẽ bắt đầu thử. Các bác nhớ đeo tai nghe để nghe rõ chất bát và các cái giải chép của nó nhé. Đấy, mọi giá cả thì các bác liên hệ theo số điện thoại này giúp em nhé, 0912 572434. Địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Tịnh Yên, Hà Nội. Ok. Oh,
được nghe em sang xui SE8 rồi nhá. Bây giờ em sẽ đấu sang chiếc Equine Pioneer SG540. Quay ra cho anh em xem này. Sansui SE8 Made in Japan. Điện 100V các bác nhá. Đây em Pioneer ở dưới đây. Pioneer SG540. Em sẽ tháo dây từ trên Equine này xuống. Các em này thì đều có hai cổng vào và hai cổng ra. À và đặc biệt là em Pioneer 540 này có hai cầu điện các bác nhá. Có hai cầu điện 220 với cả 100. Thì bọn em đang để ở cầu 100 để cắm nối tiếp âm ly luôn. Đấy các bác đang nghe thử Equine Pioneer đấy. Hôm nay có giá là 18,5 triệu. Âm ly là đời nông 1000G chạy class A và loa là Yamaha NS500M. Em này có cả e-căng các bác nhá, e-căng zin đấy ạ. Nhưng mà hình em lại cất ở trong góc rồi. Đấy thì cái loa này nó cũng khá là dễ ghép ấy. Thì các bác có thể ghép được các cái âm ly còi cũng được, âm ly Pioneer 8800 này, các cái dòng Trio hoặc là Sony các thứ. Thì bác nào mà ra tận nơi thì sẽ được nghe thử các âm ly ấy, ghép âm ly trực tiếp. Có nhiều âm ly khác rẻ hơn, tầm tiền hơn đều ghép được tốt. Đấy còn em thì em sẽ thường là quay test các cái âm ly nào mà nó chất âm nó hay một chút để các bác có thêm sự lựa chọn. Ok, hôm nay em đã quay test xong rồi ạ. Thì anh em có nhu cầu báo giá cũng như là tư vấn mặt hàng gì thì alo trực tiếp số này giúp em nhé. Thâm Thanh Khánh Hằng này. Địa chỉ 19 ngõ Trần Cao Vân, Thanh Yên, Hà Nội. Số điện thoại như trên màn hình ạ. Các bác chụp lại màn hình nhá. Đấy, bên cạnh đó thì em cũng giới thiệu qua đang có nhiều mẫu Equine Hàn Quốc cũng mới về rất là nhiều. Như là đây là em A-Nam này, A-Nam AE6000 này, Eroica. Rồi thì Inken các dòng. Rất là nhiều mẫu thì anh em có thời gian thì có thể qua tận nơi để nghe thử như là ghép trực tiếp. Em đang muốn giới thiệu con Inken này hay này, 1351T. Em này có dàn đèn nháy rất là đẹp nhá, với cả có hai bên cần gạt rất là sang chảnh. Đấy, Inken 1351T.